Việc thông qua nghị quyết cho thấy sự ủng hộ của đa số đại biểu Quốc hội về việc tạo một cơ chế thông thoáng cho thành phố Hồ Chí Minh phát huy lợi thế, tạo sự phát triển đột phá về kinh tế xã hội trong thời gian tới. Việc quan trọng sắp tới là cần sự vào cuộc đồng bộ để triển khai hiệu quả nghị quyết này. Thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm huyết theo đuổi xây dựng mô hình chính quyền đô thị và cũng đã có thời gian thực hiện thí điểm mô hình này. Do vậy, đây là thời điểm chín muồi để thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh mà không cần phải qua thí điểm khi đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn. Đó là cái mô hình chính quyền đô thị đó, nó phải khắc phục được cái tầng nấc trung gian, hướng tới một chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân tốt hơn. Chúng ta xây dựng một cái mô hình chính quyền mới thì cái mô hình đó nó phải tiến bộ hơn cái mô hình cũ. Điều quan trọng là chúng ta phải triển khai việc thực hiện nghị quyết này đi vào cuộc sống một cách tốt nhất. Nhất là làm sao để chúng ta phát huy được cái quyền làm chủ của nhân dân, phát huy được cái tiếng nói của người dân trong việc thực thi cái việc giám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp. Một số đại biểu cũng quan tâm đến việc triển khai nghị quyết, trong đó nhấn mạnh đến việc phải đảm bảo quyền của người dân. Phường là người dân đánh giá, người dân giám sát thông qua cái lá phiếu của mình, phường là cái người trực tiếp. Thì hàng năm, có thể theo tôi nghĩ hàng năm, phải lấy phiếu đánh giá tín nhiệm thôi, chứ không phải là lấy phiếu tín nhiệm. Đánh giá ông này thế nào, mà là giao cho mặt trận tổ chức. Phải lựa chọn cho được những đại biểu chuyên trách, có đủ sức để thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Mà sức ở đây nó có mấy cái ý. Một là phải toàn tâm toàn ý hoạt động với tư cách là đại biểu dân cử. Mô hình chính quyền đô thị được thành phố Hồ Chí Minh ấp ủ 13 năm, kỳ vọng tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách và hiệu quả quản lý cho đô thị lớn nhất nước. 316 đại biểu chuyên trách ở Hội đồng Nhân dân quận và phường phải tinh giản, giúp thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm mỗi năm gần 1.200 tỷ đồng lương và kinh phí vận hành Hội đồng Nhân dân hai cấp. Ngoài ra, với việc không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận phường, thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội cho thực hiện nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, giúp bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, tự chịu trách nhiệm cao hơn. Vì vậy, đề án chính quyền đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá có tính đồng bộ và toàn diện hơn.